Chào mừng các bạn đã quay trở lại với channel của mình và mình tên là Nghĩa. Hôm nay mình sẽ mở một cái series hoàn toàn mới sau vài ngày mình nghỉ không quay, thì bây giờ mình sẽ bắt đầu quay trở lại với tựa game mà các bạn cũng như đã đợi rất là lâu giống như mình vậy đó. Tên là Quantum Break. Nếu dịch sơ bộ là gì đó, định mức bị phá vỡ, định lượng hay gì đó, đại loại như vậy. Nói chung là bla 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 bla, chúng ta sẽ bắt đầu luôn, rồi bỏ phần kia đi ha. Thì ok, chúng ta vào game luôn. Và đồ nhìn đẹp vãi, đẹp lắm luôn. Hiện tại là mình vẫn chưa tạo cái gì hết á. Này thì mà nhìn cái cách mà nó làm cái này nó trắng bóc mà nhìn nó đẹp. Option để kiểu connect xuống, bỏ vô game luôn. Mình chơi normal đi, cũng không đến nỗi nào khó mà phải chơi easy ấy, kiểu có khi mình chơi hard được luôn á. Game này thì góc nhìn thứ ba và bắn súng này kiểu nọ cũng mình không nghĩ là khó. Bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu game luôn. Và nhân vật chính của chúng ta tên là Sean Osmore. Đồ hơi, cái đó là thằng đóng chứ không phải là cái thằng mà làm game, mà cái thằng trong game mà là mình không biết chuyện gì đang xảy ra. The number one killer is time. It destroys us all. This is what you need to know. Time broke. A growing fracture leading to the end of time. We went after a device that could fix it. Things turned ugly. Pulse Stream was there to stop us. He has superpowers. Jack. Him and me both. We failed. Jack. And of course, time travel was involved. Jack. Going too fast for you? Okay. What do you want to cover first? You tell me. Let's start at the beginning. When you first arrived at Riverport University. I came back home to see my best friend, Paul Serene. He wanted to show me what he'd been working on. My brother Will was a scientist. He was also involved. Paul said it was world-changing. He was right. Whoa! Come on! Watch where you're going, man! Fuck off! Get out of the road! Riverport University. Here we are. Hey, thanks for the ride. No problem. You'd been away for mấy game giờ nhìn thật quá chưởng. Paul and I had kept in touch. Nhìn so ảo luôn. Not so much. How did it make you feel? What I was just happy to see Paul. Đồ. Đẹp trai vãi mà nhìn như thiệt vậy đó. Đẹp trai chưa? Đồ. Giờ chúng ta đi đâu? Như chúng ta đóng vai là thám tử cái gì đó để chúng ta tìm hiểu về vấn đề gì thì mình cũng chưa rõ, cái kia là cutscene thôi. Roll test. Take action now. Ok. Bấm rồi nè. Timeline menu, document filter. Cũng không có hứng thú gì lắm. Next. Ui, cái đầu này nó mới giật giật. Thế là mình cũng nói với bạn thêm là game này mình đào tới 120GB. Trong đó là 45GB game, còn lại là 75GB toàn phim không, nhưng mình không rõ là cái gì nữa. Hay bay làm gì đây vậy? Do you know where the man, physics building is? Làm gì mấy đứa? You mean the big ass metallic turtle behind me? Hard to miss, man. Dù nhìn cái đầu này cứ như gì vậy? Kiểu như là đang chuẩn bị vô thời gian vậy. Sao không có nhạy ra lắm ta? Thế mình chỉnh cho nó nhạy hơn tí thôi. Em à ship. Đó, phải nhanh hơn tí rồi. Lâu được rồi, mình cũng không cần em à ship cho nhiều lắm, mấy game này thì chắc không cần đâu. Time power assist, cái này chắc là ba cái trong game rồi.
Phải lát nữa phải vô sâu rồi mới biết được. Để mình chỉnh độ sáng lại coi, nãy mình chỉnh hơi quá đà. Chỉnh vừa vừa được rồi. Đó. Vậy nhìn đỡ hơn nè. Paul had always been hungry for success. Có lúc chạy không trời? Driven. Giờ mình đi đâu, biết mình đi đâu nữa ta? Young professionals lists. Nhưng mà có vẻ là như mình cũng đang tới chỗ nghiên cứu gì nè. Không biết mình mặc subtitle mình mặc chưa nữa trời. Nói sao nãy giờ cứ quên tùm lum thứ. Subtitle on. On chứ. Phải on thôi. Hiện chi nó nói hoài mà nói sẽ sập đâu hết. Phải đi cửa này không ta? Đúng rồi. A long trip just to see a research project. Well, reading between the lines, Paul was under a lot of pressure. He needed a friend. I wanted to help him any way I could. Son of a bitch. Jack Joyce. In the flesh. The esteemed Mr. Paul Serene. I'm shaking money bags. Shut up and bring it in. Welcome home. Six years. And I was starting to think you'd never come back. Yeah, me too. Come on. Nhìn thật vãi. Game nhìn đã vãi luôn. Mới nhìn cái sàn à. Nhìn nè. Đội bóng nhìn đã quá. Nhưng mà nó xử lý không được nhanh cho lắm. Nhưng mà đội bóng có rất là hay à. Nhưng có vẻ như có răng cưa hay gì đó. 120GB phải đáng giá quá. 220GB chứ. Mình order game này cũng phải 4 năm bữa nay rồi. Giờ được chơi má mừng dễ sợ. Đây là phone. Ý là lên thang máy gì? Dụ tao ở đâu đó mày? À, sao cái góc nhìn nó khó nhìn không sao? Sao nó làm zoom ra ngoài tí cho đỡ, cho dễ nhìn nè. Ngọn này giống kiểu mặt đang thù hằn mấy năm trời á. Ta-da. 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 Đồ road, dự án Promenade của phòng vật lý học. Ok. Các bạn như mình đang nghiên cứu một cái thứ gì đó rất là ghê gớm. Ý đẹp đấy chứ. Nhưng mà cái góc nhìn nó sao cứ mé mé nhìn khó chịu ghê ha. Vô coi cái nhẹ nào. Marketing spirit. You let Paul do his thing. À với lại mình nói với bạn thêm là game này á, nó sẽ giống như là The Walking Dead hoặc là mấy... Ui, Far Cry kìa. Far Cry kìa, phải không? Ủa sao khúc đầu nhìn giống Far Cry vậy? Khúc đầu Far Cry. Nhầm rồi. Thì game này nó sẽ giống như là The Walking Dead thì đó, nó sẽ tất cả mọi cái quyết định của bạn đưa ra đều ảnh hưởng tới sau này, đều ảnh hưởng tới cốt truyện. Và nó sẽ có dấu hiệu cho biết là cái cách mà bạn lựa chọn đó đã dẫn tới một cái hiệu ứng cánh bướm như thế nào khúc sau. Và nếu các bạn nào coi phim nhiều, các bạn cũng rõ hiểu cánh bướm là cái gì rồi cái gì. Thì cho nên mình cũng không cần phải nói nhiều. Chúng ta cần phải nghiên cứu vấn đề đây. Hình như các bạn như mình làm dừng thời gian cái gì bằng hố đen gì cái kiểu Riverport, trường đại học Riverport, đội nghiên cứu trường đại học Riverport. Time, thời gian. Đùa. Điều khiển thời gian kiểu như là mastering, là kiểu như là mình không phải nói biết, mình hiểu cái từ đó nhưng mà mình không phải biết mình nói sai với các bạn nữa. Kiểu như là nói chung là các bạn có thể hoàn toàn hiểu rõ về cái thời gian này và các bạn nắm bắt được nó và điều khiển được nó hoàn toàn. Nói chung là vậy cho dễ hiểu đi. Đẹp quá. Khu nhìn đảo á. Mình cho là không phải đi vô đây mà đi bên kia. Vô nha. Nó nhìn đẹp quá vậy. Game đẹp vãi. Vô. Authorized personal only. Ok. Sao? Các bạn nhìn lần sau vậy, lần sau nó qua đâu không nổi. 9 tháng 10 năm 2016.
Đây là cái phòng của dự án Romini. Đù, nhìn đẹp quá. Đấy, cái này zoom lên giống như Metal Gear Solid 5 vậy. Nhìn ảo vậy. Lâu lâu mới thấy có game đẹp như vậy. Mình cảm nhận cái game này nó giống như một cái The Order 1886 trộn chung với Alan Wake. Thì cái hãng game này làm từ game Alan Wake mà nó giống giống vậy, nhưng mà được cái nó có cái hay của nó kiểu như là giống như phim ảnh, giống như là The Order 1886 vậy, nhưng mà cái cách chơi thì nó lại hiện đại với người Alan Wake vậy. Ủa, tưởng chỗ này đi được chứ. We overreact. Okay. Phản ứng thái quá lên. You always did drag me to these situations. Me drag you. One word. Utah. All right. Ờ, có vậy hả? Còn gì nữa không ta? Đi tiếp nào ông nội. Well, tôi đi trường học chắc là nghiên cứu gì vậy mà dữ dằn lắm. Đã ghê. Display heads up. Control gameplay. Này nó không có chờ chỉnh cái góc nhìn nè. Góc nhìn hơi khó nhìn. Nó sao làm cao 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 lên tí. Thì mình sẽ đi tiếp à. Mở cửa đi ông nội. Ủa đó, thấy chưa. Người ông này cứ như có lăn ba miên bộ lần sau thằng thằng này nữa là đó. Di chuyển nhanh nhanh là cái người nó có bóng bóng vậy á, lướt lần sau á. Thành tục vậy. Này chỉ nói là beta test thôi, mấy ông này chắc đang nghiên cứu gì vậy á. Mở cửa đi ông nội. Cái ông này mở cửa rồi đó. Ông này tên là Paul. Mình thấy trong phần trailer là ông này quánh lộn chung với thằng này. Nhưng mà tại sao quánh lộn thì mình vẫn chưa rõ. Chúng ta sẽ chơi hết game này chúng ta sẽ rõ thôi. Mình sẽ cố gắng làm chừng một ngày một tập cho các bạn coi. Cố gắng nhanh sớm nhất có thể. Và nếu như mình có trục trặc gì mình sẽ nói với các bạn sớm luôn như sớm luôn. Không khiến cho bạn các bạn phải đợi lâu, ok? Ồ, nghe này đã quá. Mấy mình cũng muốn một cái phòng thí nghiệm mình giống như thế này. Phòng chuyên chơi game mà để đại loại làm đủ kiểu. Cũng thoải mái chứ. Followable. Activate the core. Kích hoạt cái lõi. Press forward, đẩy lên phía trước. Lên em, lên. Nói cái lõi này làm gì ta? Wow. Có gì đó không ổn. Ồ, chỉ đó giờ mới là bắt đầu cái khúc bên kia thôi. Ok. Nữa hả? Đẩy nữa hả? Sao đẩy lắm thế? Wow. Cái gì vậy? Cái lõi nó tạo ra những cái hiệu ứng nhỏ, nói chung là nãy đọc nhanh quá đọc không nổi. Rồi giờ chúng ta sẽ đi theo bò phản ứng nhỏ có thể làm tăng thời gian gì đó. Nói chung là nãy mình cũng không đọc rõ nữa, chưa kịp đọc nhanh sẽ hết rồi nó tắt mẹ. Illegal, không hợp pháp. I'd raise some hell with Paul in the past. I can tell this was different. Still, I didn't understand how massive and far-reaching the consequences for this would be. Nó sẽ dẫn đến một cái hậu quả rất là khó lường. Nhưng mà kệ mẹ nó, chúng ta vẫn cứ xài. But I could tell he was nervous. It's happening. We're really doing this, Jack. It's gonna be amazing. Đấy, nó kêu là mình, Jack ơi, Jack à, nó sẽ rất là tuyệt vời nếu như chúng ta thành công. Tất nhiên là thành công rồi, bố mày vô làm rồi, tất nhiên là thành công thôi. Mày đợi bố bấm đó hả? Mày qua đây mày bấm luôn đi nè, hai tay đi làm cái gì? Ở đây tao bấm giùm cho. Đó. We need to turn the keys at the same time to activate. Okay. Security precautions. Chúng ta phải xoay thì chìa khóa cùng một lúc thì nó mới kích hoạt được, giống như là kích hoạt một cái quả bom nguyên tử vậy. 3 2 1 Yo. Jack. Ủa? Didn't say zero. Sao mày không nói nó số 0 nữa mày? Thằng này. Mẹ. Ông nội này nói số 0 cho tao biết để người ta mà còn làm nữa. Chuẩn bị lại nha. 1 2 3. Đó. Phải kích hoạt cùng lúc thì nó mới chấp nhận.
passenger enters one end, travels around the loop, exits the other, and arrives at the predetermined time in the physical location where the machine is situated in that time. Passenger? Wait. This is a corridor for... You're actually going inside that... Và chúng ta sẽ bây giờ sẽ giúp cho ông Paul với cái thí nghiệm này. Nhưng có vẻ như mình là cái vật thí nghiệm. Do not enter. Không được xông vào nếu không có sự cho phép của phòng quản lý, phòng điều hành. Nói cái này thật là điên quá đi bao à. Điên với nồi. Input date, bỏ ngày tháng vào, ngày nạn nhân tử vọng. Là hôm nay á, một thanh niên chui vô the fuck. Destination là điểm đến á, 2 phút trước. 2 phút trước trong quá khứ. Ồ. 2 minutes to the past. Remember this moment. Paul. What? How? cái này hơi bị điên rồi đó. Future bầu với bầu. Bầu của tương lai và bầu của hiện tại. Ok, đừng có hoảng loạn. What the fuck? Này cũng vui chứ. Mình có thể nhân bản mình ra một đống ra để chơi đá banh nè. Đủ một team luôn, chừng 11 đứa. Your evil future self. We did it. Ôi, chúng ta thành công rồi. Má phải chưởng thiệt. Cái làm cái máy này dùng để báo động thiên tai trong tương lai cho mọi người cùng biết. Nhưng mà có vẻ như mình nghĩ là nó không có như vậy đâu, không có dễ dàng gì đâu. Và chúng ta sẽ vô cái máy này để hoàn thành cái vòng của nó. Tất nhiên rồi. Ê mày đâu vậy? I need to enter the machine and travel back to the moment I exited the machine in order to, well, be here. À, có nghĩa là bow của 2 phút trước phải đứng ở lại đây và bow hiện tại phải bay qua kia. Để kiểu như là đổi ngược lại vị trí chứ không là có vấn đề liền. Chúng ta thành công rồi. That's impossible. That's literally impossible. I mean, I can't even... There's no time to stop now. Thằng này dù có tin hay không thì chúng ta cũng vừa thấy cái thể loại đó rồi. Có muốn tin hay không cũng phải tin thôi. Nhưng mà hay tao cũng muốn vô. Tao cũng muốn vô lắm chứ. What are you doing? Oh no. Jack. Will? You have to help me with this. We have to shut this thing down now. No, stop him! Shut up! Hold on! The core. Hold on! We can't shut it down, Paul's still in there. Will. Shut up! Look at me! Look at me! Put the gun down and we can talk, okay? No, there's no time! You're not thinking straight! Put the gun down! Jesus Christ, Will. Time is going to end. Jack, you have to trust me. Or what? You okay? I think so. I'll find a way out. Make sure Will's okay. Yeah. Okay. I could hear Will's words in my head. Có vẻ không ổn rồi. Ồ, nhưng mà đẹp thiệt. Không phải đồ mà, nhìn nè. You were a time...
You were there when the time broke. Bạn đã ở đó khi mà thời gian nó dừng lại, đã phá vỡ. Nhìn đẹp quá. Đồ 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 coi nè má. Đồ đồ. Giờ mình thấy tại sao mình có khả năng đi xuyên thời gian rồi đó. Tại vì mình ăn phải cái ánh sáng kia rồi chắc nó cũng dính luôn mình rồi. Wow. Sao cái thời gian cứ dừng. Vậy anh em, hình như mình đụng với thằng nào là thằng đó thoát ra khỏi thời gian được đúng không? Thoát khỏi bị đứng thời gian á. Đúng rồi. Đúng là vậy. Thật sự là vậy. Đồ hay chứ. Ồ hay đó. Mẹ tự tưởng nhớ với sức mạnh này ngoài đời mới làm gì ta, đã thiệt. Đó, các bạn đừng suy nghĩ gì đen tối nha, mình bình thường đó. Cho nên đừng nghĩ bậy bạ được rồi. Mặc dù mình cũng muốn sức mạnh này lắm nhưng mà có vẻ như nó không thực tế. Như có vẻ chúng ta không đi đâu được nữa rồi. Bó tay, chấm cơm. Ở nghe đồn là như mua game này trên Xbox One được tặng Windows 10. Get power on the machine. Lên máy mày, bật máy bắn CSGO mày. Bỏ chơi máy luôn. Tao mày lập team được, cũng muốn nhìn ly cà phê rồi. Má ly cà phê đổ ngược luôn rồi. Ui, ui, vừa mới đổ ngược sao giờ đổ ngang rồi. Tục bãi. Đồ, cái hiệu ứng nó đẹp ghê ta. Hiệu ứng đẹp vãi. Get power on the machine. Cái máy nào? Ủa vậy là ổng hy sinh luôn hả? Nó đi ngang qua cái máy luôn. Giờ ủa cái lính đó là lính của mình hay là lính của người ta mình không rõ nữa ta. Nhưng mà chúng ta trước nhất cũng phải phát ra chỗ này đã. Không phải không ổn rồi. Lần đầu tiên mình thấy game Xbox mình chơi được nhất luôn á. Sau Halo á, kiểu thì game này có vẻ đáng giá lắm. Đồ họa nhìn đã vậy. Ủa sao lại bắn mình ta? Ủa mình không rõ là cái này chuyện này là hợp pháp hay là phi pháp nữa. Nhưng mà trước sau thì chúng ta cũng phải chạy thôi. Đi. Có lúc nào chạy không trời? Giờ đâu nữa? Sao đứng mẹ luôn rồi? À, thằng này ranh con vậy? Khôn lỗi VL. Jack, your hands. Gotta keep moving. No. Ok, và mình vừa mới luyện tới thủ thuật né cả đạn luôn. Má, thanh niên né đạn là boss. Má, này rồi mới chương 1 nhưng phần 2 á. Vẫn là chương 1 nhưng ui, có súng rồi. Ngu dũng lấy trời. Không, mà đợi sao cầm súng lúc nào trời. Má, hay quá, mình chơi né cả đạn luôn. Nó làm kiểu né đạn kiểu như ma trận á. Má, bẻ người đằng sau đó né đạn like a boss. À, cái này cũng bắt đầu giống như ma trận rồi đó, nhắc mới để ý. Một game đẹp quá. Cái tỷ năm mới thấy game mình nhìn nó hiện đại mà đẹp đẹp giống vậy. Ý tưởng nó hay hay. Vô em. Đạp cửa xong vào coi. Cái thằng này nó nói đúng nhiều luôn á. Mày nín được không á, tao đang tập trung mà mày cứ nói cái gì đâu không vậy. Mở cửa thì cứ mở đi. Thấy không? Thấy anh mày không nè? Đó, thấy không? Vậy nhanh hơn không? Bấm cái nút cũng không lâu, cũng lâu nữa. Chết mẹ, nó biết mình đây rồi. Ô, mình tưởng chỗ này là chỗ làm việc của mình, tại sao nó lại... Sao thằng này khốn vậy?
Ủa mình kiếm đâu ra chỗ đó vậy, hay vậy? Nhưng mà ý tưởng hay đó. Thí nghĩ mình nên đi chỗ này thì sẽ hay hơn. Ok. Yes, a gun. Shut the fuck up and listen to me. Shut the fuck up. Đứng yên, đứng yên, đứng yên. Chúng ta phải đứng yên, kẻo không bị phát hiện, hiểu cái? Mình lo thằng này thôi. Tại mình là mình yên lặng lắm. Ôi nhưng mà nói chuyện kiểu vậy mà từ bên kia nó không nghe ta. Mình chỉ đứng sau một cái đống bức tường nhỏ xíu thôi mà. Chứ cũng đâu có gì cách âm nữa đâu, sao nó tụi nó nói chuyện kiểu này mà không bị nghe ha. Ê, 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 bậy quá thanh niên. Mẹ bà nó. Mày cấp tức giận thì mày cũng từ từ rồi mẹ. Phớt. Mà cái phu. Má nó tính là chứ phớt mà không nói được. Má phu. Phớt. Má tụt nhìn mặt đó kìa. Nhìn mặt tụt bả chứ. Má nhìn mặt hài vì đâu có đi với mày. Má cái thanh niên này má niên tục bà lờ luôn á. Má. Má nó bị phát hiện hả? Tục gì đâu á. Má nó đập chi cái mà bị phát hiện mà má cứ tự bị phát hiện rồi chứ ai ngờ không. Có gì đó không ổn. Bị chặn nguyên cục thì sao đi ta. Đi mày, tìm đường đi. Để đó mà sang bên. Đúng rồi, giỏi, ngoan. Trời đồ. Để làm thì sẵn tiện dựng cái đó cho tao qua luôn đi. Thanh niên gì ích kỷ và lờ. Ok, dù sao cũng qua sống sót qua chỗ kia rồi. Có vẻ khởi đầu không được suôn sẻ lắm nhưng mà ừ tạm thời là gì cứ chứ cho là mình còn sống là vẫn còn may mắn đi. Vẫn chưa biết cái sức mạnh đặc biệt siêu năng lực của mình là gì hết. Ngoài nữa mà không mở cửa thì tới là mở cửa do lẹ. Bam. Holy shit. Oh 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 oh. Oh nó bắn rồi. Mình cũng có súng mà. Ê. Không chết đi mày. Trời ơi, bắn gần cái băng đạn mới chết. Cái này nhạy quá. Ôi ôi. Take cover. Take cover, cái này nó hơi bựa. Ê, trúng đạn rồi. Ôi, mới chưa gì mà đạn súng lục mà vĩnh viễn luôn. Ok. Mấy cái này sao nó nhạy quá, khó quá. Mấy cái này mà như đời vi sinh để dễ biết mấy. Đù một phát ngay đầu đúng không? Chưa chết nữa hả? Sao chưa chết nữa mà ông nội? Tục vậy? Chết đi. Má tặng hẳn mấy viên đạn luôn mà. Đạn vĩnh viễn nó là cái gì hả trời. Cái thằng đút cái đầu lên đút sọ xuống rồi. Má tính chôn nhau hả? Chôn nhau hả mày? Chôn nhau hả mày? Đút đùa mà. Cái pha Q-cam nhìn coi lại nhìn đảo quá. Follow wheel. Ồ đó. Súng vô á, nhìn đảo á. Nãy bắn kia mà văng luôn cả đầu óc á, nhìn tục quá. Lấy súng rồi không? Đó, SMG. Swap weapon. Đù, có nè. Đó, cái này hay hơn đó. Thiết nghĩ nên cầm cái cây này đi. Xả đạn coi. Nhưng mà cây này có đạn nhá. Nhìn nó đã thiệt nhưng mà có đạn không được nhiều cho nên chúng ta phải tiết kiệm. Giống như súng lục. Súng lục thì cứ bắn xả láng đi. Trời ơi, tụi nó xuống. Lấy cái này bắn thử rồi, test súng rồi. Ủa bắn gì mà hồi này không chết nữa tụt chứ. Chết đi mày, chết đi. Trời ơi. Cái nút này nó không có dễ bấm, dễ di chuyển giống như là mỗi lần chơi như Battlefield nha. Kiểu như các bạn nhắm á là nó cứ so third line. Đâu để chỉnh lại cái nè. Kiểu như là khi mà bạn nhắm á, cái tốc độ nó quá chậm để các bạn phải xử lý nhanh được. Nhưng trong khi cái tốc độ mà bạn nhìn bình thường thì nó lại quá nhanh. Em a sensitivity, mình chỉnh nó 100 luôn, em nó vẫn cứ chậm chậm thế đéo nào. Tắt em a shit luôn, đéo cần. Em a shit là cái thứ mà phải nói là từ trong game mà FPS là mình thấy sàn nhất luôn á. Nãy mình cứ tưởng nó như Call of Duty thấy còn đỡ, nhiều mình thấy không cần thiết lắm. Cho nên thôi kệ, chú ý cần nhanh thôi.
tại em mà xin nó làm theo bạn khiến điều khiển và nó cứ tùy chỉnh hoài. Đúng rồi, hiện chi nãy nó cứ khó điều khiển lắm, giờ điều khiển dễ hơn nè. Tại nãy chỉnh em mà xin nó mỗi lần mà nhắm nó cứ đơ ra thế nào nhìn khó chịu lắm, cho nên giờ bắn dễ hơn nè, nhớ không? Nó nhắm là dễ hơn nè. Chứ như đã như kia mà nó cứ giờ khó ngắm dễ sợ. Phải có đi lấy tí đạn coi. Ủa, what the fuck? Vô cái xuyên mẹ rồi. Tôi nhìn cái tướng này nhìn như thằng đù vậy. Nhìn tướng này. Nhưng không sao, anh vẫn đẹp trai. Anh này đó, Sean Ashmore đóng vai anh Jack Joyce. Mà cái góc nhìn nó hơi khó chịu tí. Nó không có cao cao kiểu cho dễ nhìn từ trên cao xuống cho bắn cho dễ, kiểu như The Division ấy kiểu. Như là thấy cover, cái cơ chế đó mình thấy cũng không hay vậy lắm. Cover kiểu như là các bạn tự động đứng như cho nó là nó sẽ tự động vô cover. Ôi, lộn tầng rồi. Wow, anh này hơn muốn hướng đạn về mình à. Ok. Ủa nhìn tướng đó nè, đó. Cái mẹ mày, tao đi ra đi. Thôi, cứ thấy cũng tội. Ê, sao vậy? Tao đứng luôn rồi. Có sao không? Rồi, đu coi cái tay kìa. Đấy, coi tay nhìn đã quá ba. Somehow, bằng cách nào đó chúng ta có thể tập trung và làm dừng lại thời gian. Hay chứ, không biết đi qua đường đạn có sao không ta. Hello. Mượn cái súng ơi. Nít nôi biết gì cầm súng này. Từ á, lấy cái này được không? Không biết đổi với cây súng lột được không ta. Hồi chắc không súng lột nó không cho đổi đâu. Hello, nhìn mặt này nè. Đù. Nhìn mặt này tục quá mà. Chụp hình cái nhẹ rồi. Selfie rồi. Để làm cái thumbnail cho nó ngầu tí á. Đó. Cute des nè, nhìn mặt này tục quá. Nhìn mặt thằng cầm súng tục với trưởng. Thằng này nữa. Nó cầm gì vậy? Thằng này cầm, what the fuck, mày cầm gì vậy? Ủa mình cướp súng thằng kia mà súng thằng này rớt ra tục vậy? Nó bắn cái gì vậy trời? Không, hình như thằng này cầm. Thằng này chứ nó lấy vậy ta. Còn này sao? Ôi súng mất tiêu rồi. Vừa mới mở cửa thôi mà. Vừa mới thấy. Ôi, súng mất tiêu luôn. Mất nốt nè. Đù. À, mỗi lần mình đứng ngang qua mình lấy đạn của nó là mất luôn cái súng. Ủa nó làm gì mà nó chấn áp trường đại học ghê vậy. Hình như tụi này không. What the fuck. Sao lại đéo gì vậy? Nó tới trường đại học để làm cái quái gì vậy? Mấy thanh niên chạy đéo kịp rồi. Tội quá, cái lần cứu không ta. Má nhìn chạy trâu quá, thôi bỏ đi. Cứu chưa, gái đẹp mà phải cứu thôi. Cứu nó. Má thấy chưa, thằng kia nó không thèm cứu mà phải cứu nhỏ này mới còn được. Ơi, wow. Ủa sao nó hoạt động với thằng này mà không hoạt động với nhỏ này ta. Thôi xin lỗi nha, số em nhỏ rồi. Nhỏ được hơn nè, đẹp hơn nè, sao không cứu nhanh này ta. Cứu không được thôi bỏ đi. Nó đẹp mà chết thì cũng ổn ghê á. Đưa đạn đi con nội. Lớn. Nhỏ này cũng đẹp nè. Má. Cứu nhỏ này xấu xấu vãi liền luôn á. Xuống sẽ kiếm mấy nhỏ đẹp như này rồi cứu dễ hơn không. Má, mình vừa mới vô chút xíu ngoài đây nó banh chành nè. Đây, thanh niên. Đưa xuống. Xuống cái nhẹ luôn, đưa luôn. Mình thích cái hiệu ứng này ghê chứ, hiệu ứng nó ảo vào rồi nó cứ gì, nhìn đẹp chứ, đẹp lắm luôn. Giờ sao đây? Ủa sao trong game chỉ cửa này mà thằng kia nó nhìn cái cửa kia rồi sao đó? Wow, đẹp quá. Wow, holy shit. Có vẻ như
cái đồ màn chặt nó đóng rồi. Alan Wake. Ơi, Alan Wake Remedy Studio là cái hãng làm cho Alan Wake á. Chắc kiểu Easter egg thôi. Mình không có chơi trò đó nên mình không rõ cái này nội dung cái gì. Nhưng mà thực chất là nội dung nó có đề nội dung một số nội dung đây. It is an ocean. Hero's journey, departure. Mấy hành trình của anh hùng bắt đầu và cuối cùng là quay trở lại. Hay á. Are you sure you can handle this? No. Are you sure you can? Nhìn đồ họa ảo thiệt, nhìn đẹp lắm luôn. Đẹp quá đi thôi. Ok, mà chúng ta phải biết rõ là chúng ta đang đi đâu nè. Chúng ta đừng thoát ra khỏi chỗ này mà. Như là khi chúng ta phải có cái chìa khóa đâu. Chìa khóa. Wrap the key, car key. Đâu, chìa khóa đâu. Mẹ cầm trên tay bấm bỏ vô đó luôn, đi vô nội. Yeah, okay, I will. Ai má, chìa khóa xe hơi. Có lẽ nó đưa chìa khóa cho mình để mình chạy ra ngoài. Má liều mạng vậy. Chắc cũng không chết đâu cho nên. Ơi mày. Time Vision. Bấm Y để kích hoạt. Kiểu gốc Time Vision nó giống như trong cái Eagle Vision của Assassin's Creed vậy. Đó. So good. So đã. Đó, đã quá. Ồ má nhìn ảo quá luôn. Ê đợi tí. Ê mày, xe mày biển số bao nhiêu vậy? Đi hết vô lại được rồi. Chết mẹ rồi. Mình không biết xe nó là xe nào á. Lỡ đi chiếc Bentley hay chiếc SH hay gì sao biết sao được. Ôi sao thằng kia di chuyển được hay vậy? Ok. Nên bắn luôn ta. Bắn luôn ha. Whoa. Bắn nó cho vui. Súng gì mà hết đạn nhỉ ông nội. Trời ơi. Đó, hay quá. Cái này dai vậy. Trưởng luôn. Nó này giống như hát quật vậy ha. Kiểu như xin vô mà hát quật vậy. Đó. Nếu chơi tao được hả? Nếu sao vậy? Anh này đang có sức mạnh đặc biệt nha mày. Đù quá, ngầu quá. Chơi nó, lấy luôn. Ủa nó mình nhớ mình lấy đạn nhiều lắm mà ta. Mà sao nó hết lẹ vậy? Firewheel car. Đâu, chí nào đâu. À rồi. We are arriving at the university. Investigate the anomaly. Tụi bây cái này nó hơi bất thường một tí, chúng ta phải tìm hiểu coi. Ôi cái gì? Ôi cái quái gì? Chúng ta đang nhìn lại quá khứ của bản thân mình hay sao? Hello. Không quá khứ của thằng kia. Và xe này xe của nó. Ủa mình giết hết rồi mà. Oh shit, né cả đạn luôn. RB hả? RB lúc nào trời? RB, ok. Something clicked. I could reach out and stop time in a focused area. You don't know what you're doing. Well. Fuck. They're coming from where I left Will. Oh, hay quá. Fast. Bắn cái này ra. Cái góc nhìn cứ bự bự nữa. Chết đi mày. Chúng ta phải kích hoạt cái rồi. Đó, bởi vậy nè. Đó, hay quá. Ngon biết mình xài được nhiều không ta. Để thử ra hồi này cái. Đó, chết đi mày. Đó, hay quá. Thằng kia sai vậy. What the fuck, đâu ra thêm thằng nữa vậy. Chạy đâu mày.
đứng game luôn, bắn phát đứng game luôn. Đồ mình bắn chuẩn mẹ luôn. Ôi sao ra hai thằng đó vậy? Ơi, chứ không biết mình sử dụng nó được bao lâu nữa ta. Đoán đi mày, tao bắn này cái đã. Mình giống như kiểu bấm thằng này bằng kia đứng yên như thế đó. Ở đây mày, lại đây mày, mày nghĩ đi chơi với ai? Đó, chuẩn mẹ luôn, nhìn tướng mình tụt quá ba. Quay lưng lại like a boss vậy đó ba. Còn 12 viên. Get back to Will car. Má hay quá, mình trình độ quá cao. Ồ, quá nhảy chân 6 á. Đó, nhảy chân 6. Má có dùng nhảy chân 6 nè. Đó. Nhìn tụt quá ba. Ủa xe này không có xe của Will hả? Xe của Will rồi nè. À, get back to Will. Nó cứ để khúc chữ vàng ở trên mình nhìn cứ chữ vàng hoài. Phải đọc cái objective, cái objective nó màu trắng ở dưới, chúng ta phải đọc. Ra mày. Where's my brother? They're taking him to the library. You might still be able to catch them. Why are you helping me? You're with them. It's more complicated than... Look, I don't know if you can make it, but you should hurry. That's the first time you saw Beth Wilder. Yeah, but definitely not the first time she saw me. Will! Phần này mình sẽ tạm dừng tại đây và mình sẽ cố gắng quay trở lại sớm nhất có thể. Thì nếu các bạn nào thích cái series của này của mình thì các bạn hãy cho mình biết trong phần comment bên dưới và có thể các bạn góp ý thêm cho mình vào cái phần kiểu như là nếu các bạn nào thích á, thì các bạn có thể nhắn tin cho mình qua fanpage của mình và cũng như là cái group nhỏ của mình. Thì thông tin mình sẽ để trong phần description phía dưới. Và nếu các bạn nào ủng hộ tiếp mình series này thì hãy nói cho mình biết để mình có thể có cái động lực để mình quay tiếp cho các bạn coi. Ok, và hẹn gặp lại vào tập 2 và mình sẽ cố gắng quay trở lại sớm nhất ngày mai. Bye bye các bạn.